Hai người có bao giờ nghĩ ba đứa tụi mình sẽ trở thành nhà khoa học để phát minh ra thiệt nhiều thứ giúp đỡ mọi người không? Ví dụ như vậy nè. Có hệ thống tưới cây thì hay biết mấy. À, sao chăm chí bây giờ? Có cách nào xếp đồ nhanh hơn không? Đó, mấy chuyện khó của mình là vậy á. À, vậy tụi mình hãy cùng nhau phát minh ra cách để giúp đỡ mọi người nào. Anh cá. Anh cá ơi, anh hướng dẫn tụi em làm thiệt nhiều sản phẩm khoa học thú vị để giúp đỡ mọi người anh nha. Gì chứ chị nhỏ, anh sẽ làm thiệt nhiều nè. Anh sẽ làm hệ thống tưới cây tự động, mô hình bút vẽ 3D, cả máy xếp đồ và thiệt nhiều sản phẩm nữa để giúp chú Hảo tưới cây, giúp chị Nhàn trang trí và cả mẹ Vivi xếp đồ luôn. Super, super, super. Anh cá super, bộ ba super. Yeah, yeah, yeah. Để biết bộ ba super và anh cá sẽ làm sản phẩm khoa học như thế nào, xin mời tất cả các bạn nhỏ hãy đón xem chương trình STEM Thế giới khoa học nhé. Các bạn sẽ được thực hành thực tế tại trung tâm Techy, nhận được giấy chứng nhận từ chương trình. Ngoài ra, còn có rất nhiều phần quà hấp dẫn. Sau khi thực hiện các video thử thách tại nhà và đăng Facebook với hashtag STEM Thế giới khoa học, hashtag PopKids,